Năm nay đã 66 tuổi, nhưng những công việc như thế này chẳng hề làm khó dễ ông Hoàng Đình Chỉnh. Đây là điều trước đây ông chưa từng nghĩ tới. Bệnh của tôi là nó là trong ngành y tôi gọi là hen phế quản. Thì tôi đã bị 5-6 năm nay. Nói chung là nó rất là khó thở và làm cái việc gì không làm được. Thế và hàng năm là đi bệnh viện khoảng 2-3 lần, có năm là 4 lần. Sau khi nhận kết luận viêm phế quản giai đoạn 2 khá nặng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ông thường xuyên phải dùng kháng sinh giãn phế quản. Ông kể mỗi năm phải nhập viện đến 2-3 lần vì cơn hen cấp, những cơn hen nhẹ hơn thì ông tìm đến bác sĩ tiêm ở nhà. Tôi đến với cái Chiro PQA là cũng khoảng 4-5 tháng này. Thế thì nói chung là từ khi tôi uống đến nay thì thuốc có giá trị rất tốt đối với tôi và không thấy cái chuyện nó hoa hen, không thấy nó khó thở nữa. Đặc biệt là làm những việc nặng là tôi làm tốt. Thưa quý vị khán giả, qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy rằng bệnh hen gây ra rất là nhiều phiền toái cho người bệnh. Vậy thì chứng bệnh này có thể điều trị một cách triệt để bằng đông dược hay không? Mời quý vị cùng gặp gỡ với chuyên gia của chương trình. Xin được giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Phùng Hòa Bình, trưởng bộ môn dược học cổ truyền, Trường Đại học Dược Hà Nội. Đây là bài thuốc mà tôi cho rằng sẽ rất điều trị rất tốt trong trường hợp các cơn hen phế quản cấp tính hoặc bệnh nhân ho do co thắt khí quản. Xin được cảm ơn những lời khuyên của Phó Giáo sư. Những thông tin mà quý vị khán giả theo dõi trong chương mục Không Gian Sống Khỏe đã cho thấy sản phẩm Siropequia Ho Hen rất có công dụng trong việc điều trị những chứng bệnh về ho, hen và khó thở.